Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá ga mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2024 trên kênh Giá Năng Lượng TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là thông tin về giá CPI/LPG tháng 11 năm 2024 và dự báo về giá ga trong nước tháng 11. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 15 tháng 10, thị trường thế giới ghi nhận sụt giảm mạnh. Cập nhật mới nhất trên thị trường thế giới vào lúc 14 giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam, giá ga trên thị trường thế giới giảm thêm 1,05% xuống mức giá là 2,452 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 11 năm 2024. Trong những phiên giao dịch từ ngày 13 đến ngày 15, giá ga trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm mạnh. Dự báo về giá ga trong nước tháng 11 điều chỉnh giảm nhẹ do giá CP giảm. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Giá khí đốt tự nhiên tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần và đóng cửa ở mức thấp hơn đáng kể. Dự báo nhiệt độ ấm hơn ở Hoa Kỳ sẽ làm giảm nhu cầu sưởi ấm đối với khí đốt tự nhiên đang gây áp lực lên giá. Công ty dự báo MacAA Technology cho biết hôm thứ Hai rằng dự báo thời tiết ấm hơn cho vùng Trung Tây và phía Đông Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10. Ngoài ra, lo ngại về nhu cầu nhiên liệu đang làm giảm giá khí đốt tự nhiên. Tính đến chiều thứ Hai, khoảng 400.000 người ở Florida vẫn không có điện do mất điện do bão Milton gây ra, làm giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp điện. Về tình hình giá CP tháng 11 và dự báo giá gas tháng tới, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, tính tới sáng ngày 15 tháng 10 năm 2024, ghi nhận giá CP tháng 12 năm 2024, hiện có mức giá là 620,4 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 10 là 2,1 USD trên tấn. Vì vậy, nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 11 sẽ điều chỉnh giảm nhẹ, bình 6kg giảm 372 đồng trên bình, bình 12kg giảm 747 đồng trên bình, bình 45kg giảm 2.748 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2024, giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế, tại thị trường Hà Nội là 456.100 đồng trên bình dân dụng 12kg, 1.824.300 đồng trên bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 6.000 đồng trên bình 12kg và 23.000 đồng trên bình 48kg, đã bao gồm thuế. Trong khi đó ở miền Nam, giá gas các thương hiệu Thủ Đức Gas, VT Gas, City Petrogas, Vina Pacific Petrogas và Vimex Cogas đều tăng giá 6.000 đồng trên bình dân dụng 12kg và tăng 23.000 đồng bình công nghiệp 45kg. Riêng công ty Saigon Petro thông báo, giá bán các bình gas SP tăng 458 đồng trên kg, đã bao gồm thuế VAT, tương đương tăng 5.500 đồng bình dân dụng 12kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ trong nước có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá và 1 lần không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.